Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn vẽ hoa calla nhé. Hoa calla, calla lily. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ cái thân hoa nhé. Ok, xong mình sẽ vẽ cái đài hoa. Kia mình cũng biết cái này là cái gì. Ok, sau đó là mình sẽ vẽ ok, đầu tiên là như thế này, xong rồi mình sẽ vẽ ở giữa này là cái nhị hoa ha. Rồi từ cái nhị hoa là mình sẽ bắt ra cái đường viền của nó ấy. Mình sẽ thấy cái đường này đi. Ok. Mình thấy cái đường này đi thì mình sẽ vẽ tiếp là nó xuống như nó từ cái này này. Tức là hiểu em chắc quá là vì gió nó bay cái gì chứ không phải là do em nhọn luôn. Ok, xong rồi từ đây mình sẽ vẽ cái đường cái viền hoa như này. Rồi ok, mình đã có một bông hoa ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái lá. Cái lá này giống như cái lá giống ấy, lá giống mà Tết mình hay gọi bánh trưng đó các bạn. Một bông hoa ha. Giờ bây giờ mình vẽ thêm ở bên này một bông nữa. Mình sẽ vẽ cái này thấp hơn cái này chịu hả? Hoa này thì nó có màu trắng, nó cũng có màu đỏ nữa. Thì bên này thì mình vẽ đối xứng với cái lúc nãy.
Ở giữa này là sẽ có cái nhì màu vàng này. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Rồi, ok ha. Mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye.